Dạ, thưa bác ba, con có để ý em Trúc Trà. Sau một thời gian tìm hiểu, tụi con đồng ý kết bạn với nhau. Nay con thưa chuyện với bác, xin phép bác cho con được tiến tới tìm hiểu em Trúc Trà. Trai gái lớn lên có quyền tìm hiểu nhau là chuyện đương nhiên rồi, tôi không có cấm. Nhưng mà ở đây không như thành phố, cái gì cũng phải biết giữ kẻ, đừng để bà con ở đây họ dị nghị. Dạ, chuyện đó con biết, bác ba yên tâm. Trúc Trà, Dạ. ra đây bảo biểu nè. Dạ ba gọi con. Ba thấy cậu Hiếu á là người đàng hoàng tử tế, cũng biết điều. Ba nhìn ba biết hai đứa có ý với nhau ngay từ ngày đầu luôn rồi. Ba nhìn ba biết không có cái gì qua mặt được ba đâu. Hôm nay cậu Hiếu á đặt vấn đề với ba là muốn tìm hiểu con. Mà ba nói rõ luôn quan điểm của mình, ba không ham giàu sang quyền lực để gả con gái ba. Cái điều quan trọng á là ở con đó Trúc Trà. Con cứ tìm hiểu, nhưng mà trong cái chuyện tình cảm không có gì phải vội vàng, nghe chưa? Con biết rồi ba. Cậu cũng biết á, tôi có mình nó à, trai cũng nó mà gái cũng nó. Dạ. Cả đời tôi hy sinh cho con tôi rồi, tôi không mong gì hơn là thấy con gái tôi được hạnh phúc. Dạ, thưa bậc ba, con sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất để Trúc Trà luôn được vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên con. À Trúc Trà, Dạ. con phải nhớ con là giáo viên ha. Dạ. Con phải ứng xử sao cho phải lẽ, đừng có để cho người ta quở trách mình, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Nhà mình nghèo tiền nghèo bạc thiệt, nhưng mà lễ nghĩa không có nghèo nghe. Dạ con biết rồi ba. Dạ, xin phép bác ba cho con được chở em Trúc Trà đi chơi một chút nha bác ba. Ừ, đi đi. Nhưng mà phải về trước 9 giờ tối nghe chưa? Dạ. Dạ, xin phép ba, con đi chơi với anh Hiếu. Ừ. Dạ, thưa bác con đi. Ừ. Người ta thấy kỳ lắm. Người ta thấy kệ người ta. Bộ cô giáo là không được yêu hả? Ai cấm cô giáo không được yêu chứ. Mà em là cô giáo chứ có phải Nico đâu. Em uống nước xong á, có muốn anh chở đi dạo vòng vòng không? Đi đâu cũng được, miễn là có anh bên cạnh. Câu nói hay nhất trong ngày nè. Đúng là Trúc Trà không còn nghi ngờ gì nữa. Cái thằng quỷ kêu đi lấy tiền trà, tối mù tối mịt rồi cũng chưa thấy về nữa. Ai vậy? Ai ngồi đằng kia vậy? Nè, không lên tiếng á tao phang một cái chết bây giờ. Con nè má. Trời đất. Ủa, thằng Được, mày hả? Cái thằng quỷ sứ, con về hồi nào mà không vô nhà, ngồi đây cho mũi nó thui hả? Cái đó cắn con chết luôn đi, con muốn sống nữa. Cái thằng quỷ, mày nói điên nói khùng nói tào lao cái gì vậy? Tự nhiên đòi chết đòi sống là sao? Có chuyện gì nói cho má nghe coi. Chút chà, có người yêu rồi má. Con hết hy vọng rồi. Tao đã nói với bay rồi, trèo cao chi cho té đau. Đã nói rồi mà con không nghe. Con không có xứng với con gái của ông bà Trung đâu. Trúc Trà này vừa xinh đẹp, lại là một cô giáo nổi tiếng là nết na nhất ở vùng này. Con coi con là ai mà đòi yêu thương người ta chứ. Cả má cũng coi thường con nữa. Con có chỗ nào không xứng với Trúc Trà chứ? Được à, để má nói cái này nghe nè. Được, sao cái thằng này nó quái vậy?
phải chi mà nó tìm cái đứa nào bằng vai phải lứa với mình mà thương, thì mai ra còn có tương lai. Mơ chi mà quá xa xôi, rồi bây giờ khổ như vậy đó. Mình mãi mãi là người đứng sau. Hiếu à, chúc mày hạnh phúc với Trúc Trà. Cuối cùng thì anh cũng được sự đồng ý của cô giáo làm bạn gái của anh. Em không biết là anh cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu, nhưng mà anh mừng nhất là ba em không phản đối chuyện của hai đứa mình. Tính ba em rất khó. Em biết là ba thương em nhiều, nên luôn quan tâm tới những mối quan hệ cá nhân của em. Cha mẹ nào cũng mong cho con gái gặp được người tốt, ba em cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà ba em có cái gì đó rất đặc biệt, bắt ba coi em như là báu vật vậy. Từ nhỏ tới lớn em chỉ biết có ba à. Ba vừa làm ba vừa làm mẹ. Biết em thiếu thốn tình cảm của một người mẹ, nên là ba luôn bù đắp. Nhưng mà từ bữa nay thì khác rồi. Giờ thì có anh nữa, anh sẽ yêu thương và đem đến hạnh phúc cho em, biết chưa? Cô giáo của anh. Anh từng hỏi em là có tin vào duyên số hay không. Giờ thì em trả lời là có. Anh nhớ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, nghĩ lại thấy lạ thiệt. Em thấy lạ không? Một ngày mà mình gặp nhau tới hai lần. Lúc đó trong đầu anh nghĩ là chắc là mình có duyên với cô gái này. Lúc đó em cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trước nhà em. Lúc đó em nghĩ sao chàng trai này lại xuất hiện ở nhà mình, thật là kỳ lạ. Mày uống gì? Trà nóng đi. Em ơi. Dạ. Hai ly trà nóng nha. Dạ. Ê gì? Ê coi kìa, lại gặp nó nữa. Hả? Ai? Chết rồi mày ơi. Thằng này nó chơi knock out thằng Khương nhà mình. Mày coi tụi nó tình cảm ghê chưa. Để tao gọi thông báo cho nó. Nó đang ở Sài Gòn mà, mày gọi nó cũng đâu giải quyết được gì đâu. Thì cứ báo cho nó biết. Alo, nghe mày thằng quỷ. Alo Khương hả? Ừ. Tin nào mày vậy? Ừ. Tao báo cho mày biết, tình hình rất là tình hình. Mày có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Tình hình hoài. Tao với thằng Tần đang ngồi uống cà phê. Mày có biết tụi tao nhìn thấy cái gì không? Không nói sao biết. Giờ tao cúp máy à, mày có nói không? Ê. Tụi tao thấy Võ Hiếu với con ghệ mày. À, chưa phải con ghệ mày. Là Trúc Trà hả? Hai đứa nó đang ở đó hả? Ừ, tình tứ lắm. Nhìn vô là chắc 100% là tụi nó đến với nhau rồi. Mà tao thấy lần này lành ít dữ nhiều. Không biết mày dùng chiêu gì để hạ đo dáng nó. Có lẽ mày thua rồi. Tao không có chịu thua dễ dàng như vậy đâu.
chưa tới giờ cuối, chờ đó đi. Chỗ có thông tin gì chưa? Anh ta đã từng ở tù 3 năm. Cái gì? Ở tù? Ừ. Phen này mày chết chắc với tao rồi chó. Đây là tiền công của anh. Ừ. Cảm ơn anh. Cần gì thì cứ liên lạc với công ty của chúng tôi. Tôi bảo đảm với anh sẽ luôn hài lòng với dịch vụ công ty thám tử tư của chúng tôi. Ok. Nếu cần thì tôi sẽ liên lạc. Bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi. Chào anh. Chào anh. Thằng này nó đã từng vào tù ra khám. Cuối cùng tao cũng nắm được điểm yếu của mày rồi. Kỳ để cho mày chết. Công việc mà anh giao cho tôi, anh yên tâm, tôi sẽ lo cho hoàn tất. Ok, anh nói vậy tôi yên tâm. Chào ba. À, dạ chào ông chủ. Ai cha, giống đại công tử quá. Ngon à. Lần sau không được chạy xe đêm nữa nghe không? Nguy hiểm lắm. Lỡ ngu gục thì sao? Ba ơi, con lớn rồi chứ đâu còn phải con nít đâu. Ba cứ lo xa vậy hoài. Ba đừng có lo, con là tay lấy lụa mà. Mày không phải là con nít chứ là cái gì? Lúc nào cũng lóc chóc lưng tưng, không đứng đắn chút nào hết. Ông chủ, nghe chữ riết quen, nghe giống như là hát vậy. Thôi chào ba con đi. Ông chủ con đi. À, chào cậu. Có việc gì nữa? Vừa mới về lại đi nữa. Công việc của con là gặp mấy cái đám bạn nhậu nhẹt của con nữa phải không? Dạ không thưa ba, lần này thì khác. Công việc rất quan trọng, nó ảnh hưởng tất cả cuộc đời của con. Dạ thôi con đi ạ. Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, cách thư giãn tốt nhất là được ở bên cạnh người mình yêu. Anh à, anh sao vậy? Hả? Anh bị sao vậy? Em à, em. Hả? Cho anh xin chút xíu oxy nha. Anh khó thở quá, anh sắp tắt thở luôn rồi. Em, thiệt đó. Ừ.
Mình không được nhớ đến Diêu Dương, mình không được làm tổn thương Trúc Trà. Mình yêu cô ấy mà. Cái gì? Thằng Võ Hiếu ở tù sao? Thật không thể tin được. Đúng là một tin sốc. Sốc? Ừ. Sốc cái đầu tụi bay. Cái chuyện động trời như vậy, bộ nhìn mặt mũi của tao giống nó giận chơi lắm hả? Được, thông tin này khá hữu ích. Mày có thể dùng nó để hạ nhục đối phương. Không uổng công tao đi Sài Gòn một chuyến. Kỳ này thằng chó đã chết chắc cho tao. Vô. 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 Bây giờ mày muốn tụi tao làm gì? Tụi bay đi tung tin chuyện này cho mọi người biết đi. Càng có nhiều người biết càng tốt. Ok. Chuyện nhỏ. Không biết là Trúc Trà và ông già vợ của tao khi mà biết được chuyện này thì họ sẽ như thế nào. Sốc. Chắc chắn chỉ có một chữ sốc. Mày thử nghĩ coi, tất cả mọi người đều đánh giá thằng đó là một người có tư cách, nhưng quá ra nó lại không có tư cách. Ờ. Ủa, tại sao mày? Ngu. Có nghĩa là nó không có tư cách. Nè, tao sẽ là người đích thân báo cho ông già vợ tương lai của tao biết được điều này. Để coi ổng sẽ chọn ai. Một thằng nhà giàu như tao hay là một thằng tù tội về làm rể. Vô. 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 Ê, tụi bay, lại đây. Gì mày? Gì vậy? Có tin này nóng hổi nè. Cái gì mà nóng? Kể tao nghe. Tao nghe nói giám đốc nhà máy này á đã từng ở tù á. Ủa? Một trong hai ông. Ông nào ở tù? Thì là ông Hiếu đó. Ê, mày đừng có đồ bậy. Đến tay ổng là mày biết tay á. Người đàng hoàng như ổng á sao mà ở tù được? Thông tin nó chính xác mà. Họ còn nói hả, ổng ở tù tới 3 năm lận đó. Tao không tin đâu. Thôi làm việc tiếp đi, ổng tới kìa. Thôi làm gì đi. Dạ chào anh. Chào mọi người. Chào. Dạ. Mấy anh em làm gì mà lấm lét nhìn tôi dữ vậy? Có gì đâu giám đốc. Anh em đang bàn tính sau này về đầu quân cho giám đốc. À, ok. Khi nào mà nhà máy khánh thành á, nếu mấy anh em thích thì cứ tới làm việc, chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh. Dạ, giám đốc có máu mặt như vậy, anh em cũng nhờ. Máu mặt? Anh nói vậy là ý gì? Dạ không, ý tụi em là anh ăn nói mạnh miệng, anh em vô đây làm lính, không còn sợ ai ăn hiếp nữa. Mấy anh em tới nhà máy làm công nhân, chứ làm gì mà làm lính của tôi. Tôi đâu phải là giang hồ cộm cán gì đâu mà lính tráng. Dạ. Nè, các anh lo làm đi. Đừng dạ, có đứng dạ. ở đó nữa. Sắp tới chúng ta phải bàn giao cho anh Hiếu. Dạ. Dư tiến độ này có kịp ngày khánh thành không? Tôi nghĩ chắc là kịp. Tại vì bên kia tụi tôi làm gần xong rồi, rồi tôi kéo qua đây làm hết cho anh. Anh đừng có lo nha. Anh nói cũng phải đó. Tại vì máy móc ở chỗ này được mua từ nước ngoài rồi. Nếu mà máy móc về mà nhà máy chưa xong á, là không có chỗ để đặt máy móc đâu. Tôi đảm bảo là kịp mà, anh đừng có lo. Ok, nhắn với mấy anh em, nếu mà hoàn thành sớm tiến độ á, chúng tôi sẽ thưởng. Nè, anh em nghe chưa? Anh em đó, phải làm cho nhanh lên. Sau này á, xong sớm á, sếp có thưởng kìa. Ờ, dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thôi mọi người làm đi nha. Dạ. Ê, sao mà hôm nay tao thấy công nhân nhìn mày với ánh mắt kỳ kỳ, với lại nhìn mày với đại ca vậy? Kệ đi, tao không quan tâm mấy chuyện đó. Bà con ơi, bà con. Bà con, nghe nói nhà máy của chú Hiếu á sắp khánh thành rồi. Nếu mà bà con ở đây á, ai mà muốn vô làm công nhân á
thì bước tới nói chú ba một tiếng. Ủa gì kỳ vậy? Muốn đi làm công nhân thì liên hệ trực tiếp với nhà máy, tự nhiên nói chuyện với tôi là sao? Chú ba ơi, ở đây á, ai mà không biết giám đốc Võ Hiếu á là sắp làm con rể của chú. Cho nên tụi tôi đánh tiếng nhờ chú nói giùm là đúng rồi. Tôi nói đúng không anh? Hai đứa nó có quen biết nhau nhưng mà chưa tới đâu hết trơn á trội á. Vụ nào ra vụ đó, tôi đâu có liên quan đến chuyện làm ăn của người ta. Phải nói là hai đứa nó đẹp đôi ghê á. Chú Trà có giá ở đây mà lại gặp cậu Hiếu nữa, vừa đẹp trai lại còn giỏi giang nữa, quá xứng luôn chú ba. Con tôi là nó thương đâu à, tôi gả đó, chứ tôi không có phân biệt giàu nghèo gì hết trơn á. Có duyên có nợ thì tụi nó đến với nhau thôi. Cô chào bác ba. Chào bà con. Ủa cậu đi đâu đây? Dạ con ghé qua để hỏi thăm bác ba. Bác ba giờ này khỏe không? Cảm ơn cậu, tôi bình thường. Chắc là cậu tới đây có chuyện gì chứ không phải hỏi thăm tôi không ha. Nè Khương à, chú ba ông có đứa con gái à. Bây giờ nghe nói cũng có nơi có chỗ rồi. Thôi mày ráng đợi thêm vài chục năm nữa đi, ông đẻ đứa nữa rồi ông gả cho mày. Tôi cũng vậy. Nói thiệt nha, tôi á mà có con gái á là tôi cũng gả cho cậu Hiếu à. Người vừa đẹp trai, phong độ lại giỏi giang, chín chắn đàng hoàng nữa. Còn cô giáo Trúc Trà á thì nổi tiếng là nết na thùy mị. Ta nói hai người xứng đôi, vừa lứa à. Hay vậy đó, chứ không phải như vậy đâu nghe. Nhiều khi chỉ là bộ mặt đạo đức giả bên ngoài thôi. Ê. Tôi nghĩ cậu là không nên đặt điều nói xấu người khác nha. Làm như vậy là hạ nhân cách của cậu đầu tiên á. Theo tao nghĩ á, quay đầu xe đi, tao với mày tránh mặt nó. Mắc gì phải tránh? Con người chứ phải cọp eo gì đâu mà tránh. Trời ơi, gây chuyện nữa. Hiếu, nè, mày nghe lời tao đi. Nè, Hiếu. Bác ba à, tại vì con nghĩ tình là nghĩa xóm, con sợ bác ba bị gạt cho nên con mới tới đây nói cho bác ba biết sự thật. Bác ba đang giao trứng cho ác đó. Ủa cậu nói vậy là sao? Hiếu. Dạ không có gì. Hồi nào giờ bác ba nói con là một thằng cô hồn cát đảng, vậy mà bây giờ bác ba định gả con gái của mình cho một thằng tù tội. Anh bác ba nghĩ coi. Anh nói cái gì vậy? Nè nè nè, ăn bậy thì được nha, chứ nói bậy là không có được đó nha. Nói bậy làm tổn hại danh dự của người khác là không có được đó. Bác ba nói đúng đó. Cái chuyện tù tội này con đâu có dám mà thế nào bịa đặt được. Con nói đây nè, đó, nó nghe được rồi nó kiện con tội vu khống rồi sao? Ủa? Ủa vậy là chuyện này có thiệt không chạy? Tôi á là tôi không có tin rồi đó nha. Vì cậu Hiếu đàng hoàng như vậy, làm sao mà làm một thằng tù tội được? Ai biết được. Nhiều khi nhìn vậy biết nó phải vậy không? Đối mặt nhau, thằng Khương không dám bịa đặt chuyện động trời đó đâu. Anh tung tin này nhằm hạ nhục tôi. Quân tử không ai làm vậy. Tao chưa bao giờ thừa nhận tao là một thằng quân tử. Thật ra tao không muốn một thằng đạo đức giả như mày đi lừa người khác. Tôi lừa ai? Anh nói rõ đi. Trúc Trà, mày là một thằng tù tội. Lấy tư cách gì mà yêu cô giáo? Anh. Dạ bác ba ơi, chuyện này con sẽ giải thích với bác ba sao? Đó, giờ bác ba tin con chưa? Nói giải thích phải có vấn đề thì nó mới giải thích chứ bác ba. Nếu như nãy giờ mà con nói sai nửa lời thì nó đã nhào vô, nó đập vô mặt con rồi. Bác ba. Ê, anh đã. Được rồi, thôi đi. Anh là một thằng tồi. Anh lợi dụng chuyện riêng tư của tôi nhằm làm mất uy tín của tôi. Nhưng anh sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu. Mày thường nói với tao là mày không thích sử dụng bạo lực mà. Bây giờ mình đấu trí đi. Anh có làm gì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Tình yêu và sự nghiệp của tôi sẽ sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này.
Để tao coi mày sẽ trụ được bao lâu. Bà con, mình có nhiều sự lựa chọn mà, có nên đặt lòng tin vào một thằng đã từng đi tù hay không? Bà con, bà con thử nghĩ đi. Trên cuộc đời này ai không từng phạm sai lầm, nhưng quan trọng á là người đó đã đứng lên như thế nào sau sai lầm. Thay đổi được hay không thì tao không biết à. Kẻ tinh vi thì giấu kín sự dối trá đằng sau bộ mặt của một thiên thần. Đi về. Mà con, Võ Hiếu là người tốt. Cái chuyện mà Võ Hiếu đi tù á, đó là sự cố thôi. Giờ anh ta dùng quá khứ tù tội của tao để hạ uy tín của tao, nhưng tao không sợ đâu. Nhất định tao sẽ đối đầu với chuyện này. Dư luận chỉ là dư luận thôi. Nếu như ai hiểu mình á thì mình cảm ơn, còn không được á thì mình đành chịu. Ngày xưa mày từng khuyên tao là đừng bận tâm tới những chuyện không đáng, mày không nhớ sao? Đừng có lo, tao vượt qua được mà. 3 năm trong tù là khoảng thời gian học cách kiên nhẫn và vượt qua những điều tồi tệ nhất. Bây giờ thì ổn rồi. Tao tin là mày sẽ vượt qua được. Tình yêu làm cho con người ta tốt hơn, nhưng cũng có thể nhấn chìm một cuộc đời. Tham vọng đã giết chết tình yêu của tao và Chu Dương. Giá như cô ấy quay đầu, từ bỏ những gì không thuộc về cô ấy, có lẽ kết cục hai đứa không phải xa nhau. Mỗi người đã chọn một con đường để đi. Bây giờ mày phải đối mặt với cuộc sống hiện tại đi. Cái giá phải trả cho sự ngông cuồng bạc mạng của một thời tuổi trẻ, tất cả như con in đậm trong tao. Cái ngày tồi tệ đó thật kinh khủng, nó đã làm thay đổi cả cuộc đời tao. Làm gì để có được anh? Thank you.
Chú Trà biết cái tin gì chưa? Chú Trà đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với chú Trà nè. Có chuyện gì vậy anh Được? Chú Trà đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với chú Trà. Có chuyện gì vậy? Chú Trà biết chuyện gì chưa? Biết chuyện gì? Chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Có chuyện quan trọng, quan trọng thiệt mà. Tôi lo cho Trà cho nên tôi mới nói. Chú Trà bị người ta lừa rồi. Ai lừa tôi? Cái người đó đó. Anh nói gì tôi không hiểu gì hết. Thôi tôi về đây. Võ Hiếu đã từng đi tù. Ai nói cho anh nghe vậy? Trời ơi, cái làng này ai mà không biết. Bà tôi có biết không? Trời, sao không biết? Hồi nãy thằng Di Khương nói cho cả làng biết. Có bác bà ở đó nữa chứ bộ. Chúc Trà đừng có buồn nữa. Chúc Trà biết ta vậy rồi. Chúc Trà chia tay ta đi. Ê nè, chắc là cổ đau khổ lắm đây. Tội nghiệp ghê. Nhưng mà ai biểu yêu chi. Thưa ba, con đi dạy mới về. Ba sao vậy ba? Xuống lo cơm nước đi. Dạ. Theo như cái bản vẽ của kỹ sư Thành á, thì cái kho này mình sẽ cải tạo lại làm cái khu xào trà xanh. Được đó, như vậy là tạm ổn rồi. Thôi, về. Mày về trước đi. Gì nữa? Mày đang suy nghĩ chuyện của bác ba nữa đúng không? Chắc là tao phải qua gặp bác ba. Dù sao cũng phải có một lời giải thích. Mày nghĩ là bác ba sẽ chịu nghe mày giải thích sao? Thì phải thử mới biết chứ. Mày về trước đi. Mày ráng thuyết phục bác ba đi. Dạ, con chào bác ba. Thưa bác ba, con có chuyện muốn nói với bác. Con về đi. Dạ, thưa bác ba, con... Cậu có nghe tôi nói gì không? Dạ thưa ba, con... Con xuống làm sao dọn cơm cho ba ăn. Dạ, con sẽ về. Hy vọng lúc nào bác ba nguôi giận cho con được thưa chuyện với bác. Thưa bác, con về. Ủa,
Sao mày về nhanh vậy? Nè, có chuyện gì sao? Bác ba đang giận dữ lắm. Bác không muốn nghe tao nói gì hết. Mày đừng có lo. Mày cứ chờ bác ba nguôi giận, rồi mày tìm cách nói chuyện. Tao tin bác ba là người hiểu biết, bác sẽ không ngăn cản chuyện của mày về Trúc Trà đâu. Tao chỉ đang lo cho Trúc Trà thôi. Không biết là bác ba có la gì cổ không nữa. Không có đâu, mày đừng có suy nghĩ nhiều, cứ từ từ. Mày vô tắm đi, tao với mày đi kiếm gì đó ăn. Ừ. Tụi bay không thể nào tưởng tượng được đâu. Thần sắc ông ba Trung lúc đó, ông chết đứng, giận dữ, chết đứng như là trời trồng khi biết được thằng rể tương lai của mình từng là một thằng tù. Ủa, bộ tôi kể chuyện này không vui hả? Vui mà. Tại vì tụi tao nãy giờ đang suy nghĩ cái phản ứng của ông ba có giống như cái mặt đưa đám của thằng Bình không? Lúc mày giặt mặt của nó là có mặt của nó luôn đúng không? Đúng là ông trời hại nó, xui là nó vừa tới đúng lúc. Ê, mà lúc đó nó phản ứng ra sao mày? Còn phản ứng cái gì nữa, đứng như trời trồng, mặt nó xanh lè như đít nhái. Xanh lè như đít nhái, xanh như đít nhái. Ê, ủa nhưng mà liệu rằng mọi người có tin lời mày nói không vậy? Tại sao lại không tin? Nó không dám chối một lời. Lúc đó nó chỉ biết im lặng mà thôi. Ê, tao nghĩ chắc chắn là nó tức gì lắm ha. Ừ, lần này là tao thắng chắc. Để rồi coi ông ba Trung ông có gan gả con gái cho một thằng tù tội hay không. Chúc mừng mày. Vô. Chưa bao giờ tao vui như lúc này. Tối hôm nay chơi tới sáng, tăng 2 tăng 3 giờ tao lo hết. Không sai là không về. Vô. Trúc Trà, xong chưa con? Lên đây ba biểu coi. Dạ, con lên liền. Ngồi xuống đó đi, ba có chuyện muốn nói với con. Con có biết á là thằng Hiếu đã từng ở tù không? Dạ con biết. Con biết? Dạ. Con biết khi nào? Dạ, anh Hiếu kể cho con nghe tất cả trước khi anh ngỏ. Em có còn muốn làm bạn gái của anh không? Em có coi thường anh không? Ai trong cuộc đời cũng đều mắc phải sai lầm. Quan trọng là anh dám nhìn vào sự thật, đứng lên và sửa sai. Trong mắt của em, anh là người dũng cảm. Anh cảm ơn em đã thấu hiểu cho anh. Nó bị cái gì mà nó ở trong đó? Dạ, ảnh bị bắt khi mà ảnh đang sử dụng chất cấm. Cái gì? Thằng Hiếu nó dính vô ma túy hả? Dạ, ảnh nói với con á, lúc đó ảnh còn trẻ, ảnh nông nổi nên là dướng vào chuyện này. Nhưng sau khi trả giá rồi, ảnh đã... Thôi, con đừng có nói nữa. Nó bị cái gì mà nó ở trong đó? Dạ, ảnh bị bắt khi mà ảnh đang sử dụng chất cấm. Cái gì? Thằng Hiếu nó dính vô ma túy hả? Dạ, ảnh nói với con á, lúc đó ảnh còn trẻ, ảnh nông nổi nên là dướng vào chuyện này. Nhưng sau khi trả giá rồi, ảnh đã... Thôi, con đừng có nói nữa. Tại sao con đặt tình yêu của con với một người đàn ông như vậy?
Hả? Liệu rằng cậu ta có ngựa quen đường cũ không? Ba à, con tin anh Hiếu đã thay đổi. Anh muốn làm lại từ đầu. Ba à, con xin ba cho ảnh một cơ hội đi ba. Là ba lo cho con. Ba chỉ có mỗi mình con thôi. Hạnh phúc của con là niềm vui của ba. Nếu mà con lấy phải một người chồng không ra gì thì làm sao ba có thể yên tâm được? Con biết. Nhưng mà con suy nghĩ kỹ đi trước khi quá muộn. Có sao không? Có bị ba la không? Em không sao. Ba cũng có dễ giận. Vậy em có giận anh không? Sao em lại giận anh? Chỉ cần em kiên định, anh tin mình sẽ vượt qua. Dạ, anh đừng lo lắng quá nhiều, rồi ba sẽ hiểu. Anh hy vọng là vậy. Phải đi chấm bài đây. Chào anh. Ok em, mai anh đón em ở trường nha. Dạ, bye anh. Chút trà có ổn không? Trúc Trà không sao. Tao nghĩ quan trọng nhất là Trúc Trà với mày hiểu nhau, rồi nắm chặt tay nhau, thì không có sóng gió nào có thể quật ngã được đâu. Tao thấy thương Trúc Trà nhiều lắm. Cô ấy giống mong manh yếu đuối, phải đối diện với chuyện này không dễ dàng chút nào. Dư luận rồi cũng sẽ qua đi. Quan trọng là mình phải chứng minh cho mọi người thấy là chúng ta đang cố gắng, rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Tất cả là lỗi của tao. Trước đây tao được má chu cấp quá đầy đủ, sống phong lưu, không biết khổ là gì. Đam mê xe cộ, gia nhập tầng lớp thượng lưu ăn chơi, luôn có người đẹp ngồi sau xe trong những cuộc đua tốc độ. Tao thì lại nhớ lúc đó mày rất là bảnh, một chàng sinh viên của trường đại học kiến trúc, có ngoại hình điển trai, phong độ, thông minh học giỏi, lại thêm tính đào hoa. Đào hoa. Vậy mà đến khi gặp Chiêu Dương, tao mới biết thật sự yêu là gì. Tại vì chuyện đó đã làm cho mày khốn đốn một thời gian. Mày nói đúng. Tao đã rơi tự do khi chuyện tình cảm của tao và Chiêu Dương tan vỡ. Tất cả như đi vào ngõ cụt. Nhưng mà cũng may, mày bắt đầu ngộ ra và quay đầu lại kịp thời. 3 năm trong tù, tao đã học hỏi được rất nhiều điều, cả cái tốt và cái xấu. Sức chịu đựng gì vậy cũng bền bỉ hơn. Tao làm tao chịu, tao không có ca thán gì hết. Cũng chỉ thương cho má tao. Người phụ nữ như tao mà chịu quá nhiều đau khổ. Giờ chuyện này còn liên lụy tới Trúc Trà nữa. Mày trốn á, là một đứa con mạnh mẽ. Tao tin đó,
Bây giờ bất cứ chuyện gì xảy ra, mày cũng sẽ vượt qua được thôi. Ngày mai là một ngày mới, thử thách mới, và cũng là hy vọng mới. Chào anh. Chào người đẹp. Sau khi mà tôi nghe điện thoại là tôi thu xếp công việc để chạy xe ra đây ngay. Hả? Người đẹp muốn gì thì kêu đi. Dạ chị dùng gì? Cho chị ly nước cam đem. Dạ. Chuyện mà người đẹp giao cho tôi thì tôi đâu dám chậm trễ. Tôi sẽ thưởng cho anh. Thưởng hả? Thưởng cái gì? Sao mặt anh gian quá vậy? Hả? Chứ thật ra anh muốn tôi thưởng gì? Thử cái gì cũng được hết, mày cứ thử là được rồi. Ủa? Gặp người quen mà sao không chào hỏi gì hết trơn vậy? Thôi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Anh cho tôi biết những điểm mà tôi đã nhờ anh tìm giùm ở trung tâm thị trấn. Được thôi, nồn nóng quá vậy. Có liền. Dạ, cho em gửi. À. Dạ, hai anh dùng gì? Cho ly cà phê đen cho anh giống vậy nha. Dạ rồi. Ồ, chỗ này đẹp đó. Ừ. Đây là những điều bạn của anh em tụi tôi, cho nên em cứ yên tâm. Chắc không? Yên tâm, tôi sẽ lo liệu hết cho em. Nếu cần thiết thì tôi sẽ đưa số điện thoại cho em. Ừ, cũng được. Chắc chắn phải làm việc với chủ ở đó trước. Ừ. Chiều Dương đến đây làm gì? Ta không biết. Vậy là lần trước ta không nhìn lầm khi nhìn thấy Chiều Dương ở đây. Mà tại sao cậu lại quen với Duy Khương? Làm sao tao biết được? Chứ mày không thấy hả? Chiêu Dương đã lờ tao với mày. Coi như không quen biết. Cậu đang tính toán cái gì? Chỉ có trời mới biết. Ê, có khi nào chính Chiêu Dương là người đã cung cấp tên cho Duy Khương không? Ừ, có thể. Cái chuyện mày ở tù ngoài tao chứ Chiêu Dương biết. Ở đây làm gì ai biết được chuyện này? Tại sao cậu lại làm như vậy? Trả thù. Tao không muốn tin là Chiêu Dương lại làm chuyện này đâu. Yêu và hận là hai trạng thái đối lập người đàn bà thường có. Nhất định là cậu đang có âm mưu toan tính gì đây. Mày nên cẩn thận. Hai người đó mà hợp với nhau là mày mệt. Tao sợ gì? Tao đố họ làm gì tao? Tức chỉ là không làm gì mày rồi, mà họ làm với Trúc Tra kìa. Đừng có nhìn theo nữa. Uống xong đi rồi ra công trình, hôm nay nhiều việc lắm. Ê, ê, nhìn chú Hiếu đàng hoàng vậy mà từng ở tù. Liệu bác ba có gả con gái cho cậu ta không ta? Đôi khi còn trẻ người ta vấp ngã,
nhưng rồi biết đứng lên, nhìn chú Hiếu có tư cách hành xử khiêm tốn. Bởi vậy, không có lý do gì mà bác Ba không gả con Trà cho chú Hiếu. Bác Ba lớn tuổi vậy, chứ đâu có dạy đâu gả cho những loại người đó. Ừ, đúng rồi, đâu gả cho mấy người đó. Để dành con gái gả cho mày được chưa? cái câu này hay nhất trong ngày. Ê được, tao cho mày viên thuốc ngủ, mày uống xong mày ngủ, cái mày mơ luôn ha. Nè, chị đừng có coi thường tôi nha. Nhìn tôi vậy á, chứ tôi cách tài giỏi đạo đức họ không có thua ai đâu. Nè, mấy người á không lo làm việc đi mà tụ tập bàn tán là sao vậy hả? Bác Ba, mà mọi người đang bàn tán chuyện chúc Trà với Hiếu á bác Ba. Quỷ nè, chuyện nhà tôi á không cần mấy người phải bàn ha, tôi tự biết cách giải quyết, lo làm việc đi. Dạ. Đó, ông bảo rồi đó. Bác Ba nhìn lớn tuổi vậy, chứ đâu có dạy đâu gả cho những loại người đó. Trà, có chuyện này không biết có nên nói hay không. Chị nghe người ta nói cậu ta từng ở tù, Trà có biết chuyện này không? Dạ em biết. Ủa biết mà sao còn quen? Đó là quá khứ rồi, bây giờ anh ấy là một người đàn ông tốt. Em cẩn thận, Trà Sài Gòn xạo lắm, coi chừng rước khổ vào thân đó. Cảm ơn chị, em biết rồi. Chị về trước nha. Dạ. Chào con. Dạ. Có chuyện gì vậy em? Dạ không có gì. Mình ở đây nói chuyện một chút nha. 10 phút thôi nha, em phải về. Anh biết mà. Anh xin lỗi em. Tại sao phải xin lỗi em? Mấy hôm nay anh biết em chịu nhiều áp lực lắm. Câu chuyện quá khứ của anh ít nhiều ảnh hưởng tới em. Em hiểu anh mà. Anh cảm ơn em. Chỉ cần em hiểu là được rồi. Em không sao, em chỉ lo cho ba thôi, không thể trách ba được. Người làm cha làm mẹ, ai không sốc khi nghe tin con gái của mình yêu một người từng ở tù, đúng không anh? Anh cũng đâu có dám trách bác, cũng không dám mong là bác sẽ bỏ qua chuyện này ngay. Anh nghĩ là giữa người lớn, mình không cần nói nhiều, chỉ cần hành động
Chắc chắn bác sẽ hiểu. Anh định làm gì? Trước mắt anh cứ phải tập trung cho công việc xây dựng nhà máy, bắt tay vào hoạt động. Chỉ có công việc mới có thể chứng minh được là anh ra sao trong mắt ba em. Em có biết là hành động dạy dột của em ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới tương lai mai sau của em như thế nào hay không? Hiện tại hay tương lai gì là do tôi quyết định, không có liên quan gì tới anh. Anh chỉ nhắc nhở với em thôi mà. Nhưng mà với một người từng tù tội như nó, bị xã hội khinh rẻ có đáng không? Em đừng có quá tin người, nó dụ em thôi. Anh có thấy mình hèn không? Bình thường. Mà nói gì thì nói nè, tao vẫn là một công dân tốt trong cái xã hội này, chưa từng ăn cơm tù lần nào. Nhân cách của tao á, tốt hơn mày gấp nhiều lần nha. Nhân cách con người nằm ở cái tâm, ông trời có mắt nhìn thấy hết. Anh đừng cay cú khi thấy tôi với Trúc Trà hạnh phúc bên nhau. Đừng chơi trò ném đá giấu tay nữa. Anh à, mình về thôi. Đứng lại. Em cứ lên xe về trước đi, anh theo sau. Không, em không đi một mình đâu. Đi thì cùng đi, mà kệ anh ta. Không, mày không chịu buông Trúc Trà ra, tao sẽ sống chết với mày. Đừng ăn nói lỗ mãn kiểu đó, anh sẽ phải hối hận đó. Anh Khương à, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì anh không bao giờ chia cắt tình cảm của tôi và anh Hiếu được. Anh à, anh buông tha cho tôi và anh Hiếu được không? Chúng tôi muốn được yên. Ê mày, mày nói nhiều làm gì? Xử nó. Im đi. Đánh ra. Trời ơi, em điên rồi. Em điên rồi cho nên em mới chọn cái thằng này nè. Tôi không muốn đôi co với anh. Mình về thôi anh. Tôi không muốn đánh nhau với mấy anh. Không phải vì tôi sợ, mà vì bạo lực sẽ sinh ra bạo lực. Các anh không cần phải hăm dọa tôi đâu. Chờ nó luôn mày. Im đi. Mình về. Trà, cho dù bây giờ em có chọn nó, em có ưng nó đi chăng nữa, chúng ba sẽ không bao giờ gả em cho một cái thằng tù tội như nó đâu. Mày im đi. Quân tử mà, mình trả thù 10 năm chưa muộn, hiểu không? Sao? Về, rút đi. Về mày. Tôi đã cho thuê nhà nhiều rồi. Đây là bản hợp đồng tôi đã thảo sẵn, cô cứ xem lại rồi ký. Tôi đề nghị ông sửa lại thời gian cho thuê. Tôi muốn ký 5 năm rồi ưu tiên ký tiếp. Giá thuê thì chỉ tăng khoảng 20% thôi. Nếu chỉ thuê có 3 năm thôi, tôi không thể nào đầu tư vào đây được. Nhưng bà già tôi dặn là chỉ ký 3 năm thôi. Nếu như vậy thì tôi phải tìm chỗ khác. Ông cũng biết rồi đó, đầu tư tiền để xây phòng karaoke cao cấp, làm sao mà hoàn vốn được. Ông suy nghĩ kỹ đi. À, thôi được rồi, tôi đồng ý ký với cô 5 năm. Vậy thì tốt quá. Bây giờ ông về ông soạn lại bản hợp đồng. 5 năm sau khi ký hợp đồng xong, tôi sẽ đưa 30% trước cho ông. Dạ, coi như được rồi. Đây, gửi không?
Anh đi về đi. Anh biết mà. Không biết bác ba có la em không khi thấy em đi với anh như vậy. Không sao đâu, ba có la thì em chịu. Anh về nha. Anh về. Thế ba con mới về. Ba con mua mấy con cá rô đồng đó, ra sau bếp á chiên lên đi, làm dĩa mắm gừng ăn cơm. Dạ. Sao về sớm vậy? Không đi chơi với Trúc Trà hả? Không, tao chỉ được quay về tới nhà thôi. Mày sao nữa vậy? Không biết khi nào bác ba mới hết giận tao nữa. Vậy là mày đang lo chuyện của bác ba sao? Tao lo chuyện bác ba một, mà lo chuyện người khác tới 10. Mày lo chuyện gì? Chuyện công việc sao? Không, chuyện Chiêu Dương. Tao nghĩ Chiêu Dương không buông tha cho mày đâu. Một người con gái vừa thông minh sắc sảo, lại nhiều mưu kế như vậy, không biết bước tiếp theo con sẽ làm cái gì nữa. Xin mời cô Chiêu Dương. À, xin giới thiệu với các thầy cô và các em học sinh, đây là cô Chiêu Dương. Cô Chiêu Dương là một vị doanh nhân thành đạt, và cô ấy sẽ tài trợ cho trường chúng ta. Sau đây xin mời cô Chiêu Dương phát biểu đôi lời. Xin chào tất cả quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian sắp tới tôi sẽ mở một công ty kinh doanh tại địa phương của chúng ta, và rất muốn hỗ trợ nhà trường cũng như tài trợ học bổng cho các em học sinh nghèo, coi như là một sự đóng góp, chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng các em đến trường. Xin cảm ơn cô hiệu trưởng và các thầy cô đã hỗ trợ để tôi có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời các em lên nhận quà và phần học bổng của nhà tài trợ trao cho các em. Đứng lên đi con. Mẹ đứng lên. Đứng lên. Rồi. Rồi, con theo cô nha. Dạ. Rồi, đứng đây nha. Rồi, đi con. Đi. Rồi, xếp hàng vô nha. Rồi, rồi đứng vô. Nè, của con nè, tặng con nè. Cảm ơn con.
Theo như dự kiến thì cuối tháng này nhà máy của các anh sẽ được cải tạo xong. Nhưng theo tôi thì có thể sớm hơn đó. Tôi rất hài lòng với tiến độ công việc. Mặc dù là đang vào mùa mưa, nhưng mà anh em cũng cố gắng hết sức. Nếu như vậy thì số lượng máy móc, trang thiết bị nhập về ở cảng Sài Gòn á, thì mình đưa ra trước, sau đó thì sẽ lắp dây chuyền sản xuất sau. Vậy thì tốt đó chứ. Trước đây nhà máy này đã bị phá sản, bây giờ thì hai thằng nhóc này cải tạo để cạnh tranh với tôi. Nếu tôi rót giống cho anh thì chúng ta sẽ có một cái nhà máy to hơn cái nhà máy này nhiều. Cho dù chúng ta có xây nhà máy lớn hơn, ít nhiều gì chúng ta phải cạnh tranh với hai thằng nhóc này, nhất là cái thị phần thu mua trà lá. Ý anh nói hai cái thằng nhóc nào? Cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà tôi đã thuê được một cái mặt bằng rất là ưng ý. Có gì đâu mà phải khách sáo vậy chứ. Chỉ cần người đẹp thích, ưng ý là tôi vui rồi. Coi như là ly rượu này thay cho lời cảm ơn nha. Tôi thấy là Chiêu Dư tủ lượng cũng khá lắm đó. Sau này là tôi có thêm một đối thủ đáng gờm rồi. Mời. Mời. Sau này anh sẽ là khách VIP của quán bar karaoke của tôi. Anh nhớ tới ủng hộ nha. Chắc chắn rồi. Chỉ cần là cô chủ xinh đẹp mở lời thì tôi đây nhất định sẽ ủng hộ. Ở trong vùng này tiếng nói của tôi rất mạnh. Nếu vậy thì trong sự nhờ anh. Duy Khương nè. Tôi thấy anh và Trúc Trà có vẻ giống như một cặp trời định. Thấy hai người rất là xứng đôi. Tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Anh không bỏ cuộc chứ? Never. Bởi vì trong từ điển của Duy Khương này chưa bao giờ có hai từ bỏ cuộc. Từ nhỏ tới lớn tôi thích cái gì, tôi phải đạt được cái đó, kể cả bất chấp thủ đoạn. Vậy thì chúc anh chinh phục được người đẹp. Mời. Tôi không ngại khi kể về chuyện của tôi và Trúc Trà. Vậy thì tại sao cô không kể cho tôi nghe về chuyện người yêu cũ của cô? Hôm nay tôi đưa người bạn thân của tôi qua đây để tham quan nhà máy của hai chú. Không biết đã hoàn thiện xong chưa? Nhà máy của con nhỏ xíu, có gì đâu mà tham quan hả chú? Chú khiêm tốn quá. Đây là ông A Quẩy, người sẽ đầu tư và mở rộng cho nhà máy trà của tôi. Hy vọng đây sẽ là một nhà máy trà lớn nhất ở khu vực này. Dạ, vậy tụi con chúc mừng chú. Dạ, chào ông. Chào. Dạ, hy vọng chú giúp tụi con. Dạ, chào ông. Chà, con trẻ đẹp trai mà tài giỏi như vậy nữa, chắc là con gái nó theo dài dài phải không? Dạ, chú quá khen. Chú Hiếu nè, con gái đẹp ở vùng này thiếu gì? Chú lại đẹp trai bảnh bao như vậy, lo gì mà thiếu người đẹp, đúng không? Tôi đã đăng ký con gái của ba Trung cho con trai tôi lâu rồi. Cậu đừng có xen vào mà phá đám tình cảm của tụi nó. Dạ, chú nói nghe lạ quá. Nhưng mà thôi, chuyện này con xin phép không tranh luận với chú. Có gì chú cứ gặp trực tiếp bác ba với Trúc Trà mà nói chuyện. Hiếu, tao thấy mày đang bận đúng không? Dạ, hay chú muốn tham quan thì cứ đi tham quan ha. Giờ con với chỗ Hiếu có việc bận rồi, con xin phép. Dạ, nếu không có gì quan trọng tôi con xin phép. Dạ. Khoan đã, tôi có một đề nghị như thế này. Hay là chúng ta hợp tác với nhau đi. Giữa cô và Võ Hiếu có ân oán gì với nhau? Tôi chưa thể nói cho anh nghe được. Sẽ có thời điểm tôi sẽ cho anh biết. Tôi không cần biết hai người là bạn hay là thù, nhưng tôi thích cách phớt lờ của cô khi gặp lại Võ Hiếu. Anh ta rất kinh ngạc khi mà thấy tôi bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Tôi có một điều thắc mắc như vậy. Đó là công việc của hai người hoàn toàn khác nhau. Vậy thì điều gì khiến cho cả hai đều chọn cái vùng đất này để làm ăn?
thay vì trở thành đối thủ. Tại sao chúng ta không bắt tay với nhau mà làm ăn? Hợp tác? Ý của ông là sao? Tôi có thể thu thập nhà máy của anh trở thành một cái chi nhánh sản xuất trà cho tôi. Tôi có đầu ra ở nước ngoài và các đại lý trên toàn nước Việt Nam này. Dạ, cảm ơn ông đã có lời đề nghị. Nhưng mà tôi nghĩ mỗi người sẽ có một tiêu chí riêng cho công việc của mình. Sản phẩm mà bên tôi làm ra chưa chắc đã phù hợp với sản phẩm mà bên ông đang kinh doanh. Tôi nói cho anh nghe, người ta làm ăn á, chủ yếu là để kiếm tiền, đúng không nè? Sản phẩm gì nó không có quan trọng, quan trọng là nó mang tới cho anh rất nhiều lợi nhuận. Tại sao anh lại từ chối? Dạ. Ủa, bà ba, bà ba để đó cho con. Bà ba nghỉ đi. Thôi đi, mấy cái việc này nhẹ mà, mợ làm được mà, không sao đâu, để nó mợ làm. Trời trời, cái thằng Hiếu mà nó biết mợ ba làm mấy cái chuyện nặng nhọc này á, là nó chửi con chết. Trước khi đi á, nó dặn dò con kỹ càng lắm, là phải chăm sóc mợ ba nè, rồi phải phụ mợ ba nữa. À, nghe con nhắc thằng Hiếu mợ mới nhớ. Mợ thấy lo quá, không biết công việc nó ra sao nữa, mà cả tháng rồi không về thăm mợ. Chắc là nó bận đó mợ. Nếu như mà ba nhớ nó, mợ lên thăm nó đi. Phải đó, Út Mót nó đó đúng đó mợ ba. Hay là mợ lên đó một chuyến coi thằng Hiếu nó mần ăn sao. Em cũng muốn đi lắm, nhưng mà chị thấy đó, công việc của mình đang vào mùa. Hơn nữa thằng Hiếu nó gọi điện về, nó nói khi nào công việc ổn định rồi, nhà máy xong xuôi rồi nó sẽ rước em lên. Mợ, chắc giờ nó lu bu công việc, mợ lên đó nó không có thời gian chăm sóc mợ, cho nên là nó không cho mợ lên đó. Tôi còn nhớ thằng Hiếu nè. Huống chi mợ, chỉ cầu mong cho nó mần ăn được á, mọi thứ ổn định á, là tôi mừng rồi. Dạ. Mợ ba tin con trai, thương con trai, đưa cho thằng Hiếu một cục tiền á, để cho nó mần ăn. Còn má không bao giờ tin con trai gì hết. Con xin má có một vài đồng thôi mà má cũng không cho, má cũng chửi con. Nói chi tới cái chuyện lấy tiền mần ăn á, coi bộ khó dữ rồi nha. Mày mà mần ăn cái gì? Đưa tiền cho mày á, mày đánh đề, mày đi nhậu thì có. Mày mà biết tính toán bằng một nửa thằng Hiếu á hả, thì tao cũng nhờ rồi. Hở một chút á là má chửi con à. Hình như là má lượm con ở ngoài đường về nuôi thì phải. Nhìn mợ ba cưng thằng Hiếu kìa, đúng là mẹ ruột á, có khác. Mày là cái đồ tao lượm mót ngoài đường về nuôi á, được chưa? Thôi, má nhà ăn cơm một mình đi, con đi nhậu với mấy thằng bạn, chút nữa con về. Út Mót, thằng quỷ, mày kiếm chuyện mày đi nhậu nữa phải không? Mày đứng lại cho tao không, Út Mót? Thôi đi chị, cái tánh nó vậy rồi, từ từ mình dạy nó đi, nha. Cái thằng này á, tôi chịu nó hết nổi rồi mợ ba ơi. Thôi mà chị. Chào cô giáo. Chào chị. Cô giáo mới đi dạy về hả? Dạ, em về tan trường về. Chúng ta đã gặp nhau ở trường. Tôi tên là Chiêu Dương, chắc cô đã biết chứ. Dạ, em biết mà. Em tên là Trúc Trà. Trúc Trà. Chà, cái tên nghe hay quá ha. Tên chị cũng rất là đẹp. Cảm ơn. Chúng ta là bạn nha. Ở chỗ này tôi không có nhiều bạn, rất mong làm bạn với Trúc Trà. Chị là một doanh nhân thành đạt, xinh đẹp giỏi giang. Còn em chỉ là một cô giáo bình thường thôi. Thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù mà. Nhà Trúc Trà ở đâu ha? Nhà em cũng gần đây nè, đi một đoạn nữa là tới à. Vậy có muốn mời người bạn mới một chén trà nóng không?
Em chỉ sợ chị chê nhà em nghèo thôi. Trúc Trà chạy trước dẫn đường đi, tôi chạy xe theo sau. Dạ. Vậy ha. À, bây giờ tôi phải qua bên kia coi tiến độ thế nào. Hai anh về trước nha. Ở đây cứ để tôi lo. Cảm ơn anh nhiều. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Cảm ơn. Tôi đi nha. Ừ. Trễ giờ đón nàng rồi đúng không? Không có. Thôi mày về trước nha. Tao chạy qua nhà bác ba coi Trúc Trà về chưa. Ý, nè. Bác ba hết giận mày rồi hả? Đâu có. Tao đâu có dám vô nhà. Chỉ chạy ngang qua thôi rồi về liền. Đồ quỷ. Làm tao cứ tưởng. Thôi mày đi đi. Anh em. Hả? Tao kêu đợi ăn tối. Nhớ về ăn á. Trúc Trà pha trà ngon quá. Đây là trà lá xanh. Em đập thêm một chút gừng tươi vô uống cho ấm bụng. Trời đang lạnh như vậy, uống một chút trà này thấy nóng ấm cả người luôn. Ủa, ba má Trà đi làm chưa về hả? Má em mất lâu rồi. Em chỉ có ba. Ba đi làm chắc sắp về rồi. Ba em về rồi. Nhà có khách hả con? Dạ. Để con giới thiệu, đây là chị Chiêu Dương, người mà mới trao học bổng cho học sinh nghèo trường con đó ba. Còn đây là ba của Trà, thường gọi là bác ba. Dạ con chào chú ba. Chào cô. Cô cứ tự nhiên ngồi uống nước đi. Dạ. Tôi ra sau rửa tay rửa chân, mới đi giao trà về bùn đất không à. Con đây tiếp khách nha. Dạ. Tại sao Chiêu Dương lại ở đây? Cậu muốn cái gì chứ? Ước gì tôi cũng có một người cha giống như Trúc Trà ha. Chị Chiêu Dương nè, mai mốt chị rảnh á thì cứ ghé tới đây, Trà sẽ pha trà cho chị Dương uống. Được không? Tất nhiên là được rồi. Thật ra Chiêu Dương lên đây cũng rảnh lắm, không có gì làm hết. Vậy Chiêu Dương lên đây uống trà để thưởng thức loại trà độc đáo ha. Hiếu nè, sao từ chiều giờ tao thấy mày buồn buồn vậy? Bộ mày qua nhà Trúc Trà bị bắt ba la hả? Chuyện còn tệ hơn vậy nữa. Là chuyện gì nói tao nghe coi. Đúng như tao dự đoán, mục đích của Chiêu Dương đến đây không hề đơn giản. Nói vậy á là mày gặp Chiêu Dương nói chuyện luôn rồi hả? Không. Nhưng tao đã biết được Chiêu Dương muốn gì. Lúc chiều tao chạy tới nhà Trúc Trà. Mày biết gì không? Chuyện gì? Chiêu Dương đang ở đó. Hả? Trà. Dạ.
người ta cách xa mình lắm. Người ta cao sang thành đạt, con nên giữ ở mức xã giao thôi, đừng có kết bạn thân. Bà muốn nói tới Chiêu Dương, bạn mới của con hả? Ừ. Ba thấy cổ là tầng lớp quý tộc, con chỉ là con của nông dân mà thôi, chơi với nhau không hợp đâu. Coi chừng có ngày con bị phân biệt đối xử đó, rồi con lại buồn nữa. Không phải là con chủ động kết bạn với cổ, mà là Chiêu Dương đề nghị. Trà. Dạ. Người ta cách xa mình lắm, người ta cao sang thành đạt, con nên giữ ở mức xã giao thôi, đừng có kết bạn thân. Bà muốn nói tới Chiêu Dương, bạn mới của con hả? Ừ. Ba thấy cổ là tầng lớp quý tộc, con chỉ là con của nông dân mà thôi, chơi với nhau không hợp đâu. Coi chừng có ngày con bị phân biệt đối xử đó, rồi con lại buồn nữa. Không phải là con chủ động kết bạn với cổ, mà là Chiêu Dương đề nghị. Con thấy cổ giàu có, đẹp giỏi, nhưng mà không có kiêu ngạo, cho nên là con nhận lời kết bạn với cổ. Ừ thì ba cũng thấy cổ dễ thương, cũng lễ phép, nhưng dù sao á, con cũng nên cân nhắc khi làm bạn. Dạ, con biết rồi ba. Ừ. À ba, Chiêu Dương khi mà cổ nhìn thấy ba, cổ nói là ước gì có được một người cha. Thì ra cổ mồ côi cha, còn mẹ đã mất được 5 năm rồi. Nè, qua đây. Lên. Lên. Mình kiểm tra bên này coi. Rồi đủ. Trời ơi xong khó mở dữ vậy. Chà của mày có trộn nước đó không mày? Nước cái đầu mày á. Rồi. Sao mấy gì được? Sao một. Đẹp lắm á. Anh Tam đừng có tin nó. Nó trộn sao 2 với sao 3 vô đó. Mẹ ít mày. Thôi đi mày ơi. Lo làm việc đi mà chọc nó hoài vậy. Nó cà tới tối bây giờ. Rồi đủ rồi nha. Bà con tập trung lại đây, tôi có điều muốn nói với mọi người. Mọi người dừng tay. Con nói gì kìa? Tất cả lại đây, ông chủ có chuyện muốn nói nè. Quan chủ kêu kìa. Chuyện gì vậy? Mày hỏi tao hỏi ai? Để nghe nói đi, biết chuyện gì. Xin giới thiệu với bà con, đây là ông chủ A Quẩy, người nước ngoài, sắp tới sẽ làm ăn với tôi. Sau này ở đây sẽ là một nhà máy trà lớn nhất khu vực này. A Quẩy kính chào bà con. A Quẩy rất mong được bà con ủng hộ. Nhà máy của tôi sẽ bao tiêu hết lượng trà lá của bà con ở trong vùng. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của chúng tôi thì bà con sẽ có gấp đôi số tiền bán trà. Tiền nhiều là được à? Ông nói nghe thử coi. Chị thấy sao? Bài này nghe hấp dẫn quá đi. Như vậy là mình bớt lo nghèo rồi đó nghe. Ừ đúng nè, bà con trật tự. Nghe ông Quậy nói tiếp. Chỉ cần bà con bón thuốc của công ty chúng tôi, siêu kích thích cây trà ra lá, thì sẽ thu hoạch gấp đôi. Và dĩ nhiên số tiền sẽ gấp đôi thôi. Có đúng vậy không bà con? Nhưng mà cái thuốc kích thích này á, nghe nói là phun rất là độc hại. Đúng rồi. Ảnh hưởng đến sức khỏe người chăm sóc và người dùng lá trà luôn đó. Nè, ông muốn quan tâm tới người tiêu dùng hay là quan tâm tới nồi cơm của nhà ông? Cái chuyện này mình làm gì thì làm, miễn sao chúng ta có tiền nhiều là được. Chúng ta may mắn lắm mới được ông chủ A Quẩy đây hướng dẫn và cung cấp loại thuốc này. Cũng đúng, quan trọng là tiền mà. Mày im đi. Thằng này cà lâm mà nói đúng nè, quan trọng là chữ tiền. Rồi bà con cứ tới đây nhận thuốc về phun trước, sau đó bán trà rồi trừ tiền lại sau. Bà con cứ yên tâm mà ký hợp đồng với công ty chúng tôi, tiền tươi bao nhiêu cũng có hết.
Nghe thì ham đó, nhưng mà tôi sợ cách này có hại cho sức khỏe. Cái gì nữa, sợ cái gì, miễn sao có tiền là được rồi. Còn người ta muốn bán cho ai là chuyện của người ta. Bà nhiều chuyện quá. Cái thằng này, có tiền là có tất cả. Thôi, bà con cứ về loan báo cho mọi người biết tin này. Ai theo tôi thì sẽ sống khỏe. Còn nếu như bán trà cho chỗ khác, mất lòng tôi thì khó sống đó. Rồi, giải tán đi. Giờ sao? Bây giờ làm sao? Vậy thì về miếng cơm phải làm chứ sao? Rồi, bà con tính sao? Chứ giờ hôm nay mày làm gì vậy? Cái này gọi là uy hiếp nè. Vừa đấm, vừa xoa luôn á. Mày nói cái gì? Mày cà Lâm mà nói nhiều quá. Thôi, mọi người lo làm việc đi. Trời sắp tối rồi đó. Thôi, lên. Đi tiếp đi. Coi. Em ơi, thời gian này rất bận. Nhà máy gần xong rồi cho nên nhiều việc cần phải giải quyết. Em hiểu mà, em không giúp anh được gì hết, làm sao mà dám làm phiền anh. Cảm ơn em. Anh chỉ lo cho em. Phản ứng của ba về chuyện của anh và em ra sao? Ba có là hay là bắt em dừng lại chuyện tình cảm của mình không? Lúc đầu ba có hỏi em về chuyện của anh, có vài lời khuyên, nhưng mà không có gay gắt lắm. Dạo này em chỉ thấy ba im lặng. Anh chỉ mong thời gian bác sẽ hiểu và thông cảm cho anh hơn. Người già hay lo lắng cũng đúng thôi. Vì gần đây em có quen một người bạn, em được cử về nhà chơi. Ba cảnh báo em á là không có nên kết bạn với lại cô ấy, quá thân. Tôi nói không đúng hả? Trúc Trà đi với người này sẽ bị mang tiếng. Chuyện tôi yêu ai không cần anh quan tâm. Anh được, nếu như mà anh coi tôi như bạn từ nhỏ thì anh đừng có nói những lời khó nghe trước mặt tôi và anh Hiếu như vậy. Anh được à, tôi biết là anh rất quan tâm đến Trúc Trà, nhưng câu chuyện giữa tôi với Trúc Trà chỉ cần Trúc Trà hiểu là được. Còn mọi người muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi và Trúc Trà yêu nhau thật lòng, không có gì ngăn cản được chúng tôi đâu. Thôi mình đi đi, không cần phải nói nhiều đâu. Chú Trúc Trà, anh ta có cái gì hơn tôi chứ? Chú Trúc Trà cứ chờ đó, sẽ hối hận cho coi. Làm gì nằm đây mày? Tao làm gì cãi tao? Làm gì mặt mày buồn so vậy? Ai ghẹo mày hả? Ai dám ghẹo tao? Không ghẹo sao mặt mày chầm chầm? Tao chầm chầm là tại chú Trúc Trà đi chơi với cái thằng đó đó. Thằng đó là thằng nào? Thằng Hiếu chứ thằng nào. Tao với mày cùng cảnh ngộ rồi đó. Vậy kiếm chỗ nào le ra về chai đi. Sao hôm nay mày tốt sản với tao vậy? Thì có gì đâu, anh em mà tâm sự chuyện đời thôi. Uống sương sương đi rồi nói chuyện. Thôi đi lẹ.
Em biết thế nào anh cũng gọi cho em mà. Mày có chuyện gì hả? Tao gọi Chiêu Dương hoài mà cô không bắt máy. Chiêu Dương này thật là khó hiểu quá. Tao thì tao lại hiểu Chiêu Dương rất rõ. Tao không biết là cô đến đây làm việc gì, nhưng tao biết mục đích của cô là tiếp cận Trúc Trà. Mày lo cho Trúc Trà hả? So với Chiêu Dương thì Trúc Trà quá ngây thơ và non nớt. Đúng là Chiêu Dương không đơn giản như cái vẻ bề ngoài của cổ. Tao nhất định phải gặp Chiêu Dương để coi là cổ muốn gì. Ê, mày biết Chiêu Dương ở đâu mà tìm? Cái thị trấn này quá nhỏ mà. Mày làm việc tiếp với anh đi, tao đi trước. Ừ. Trúc Trà đúng là một cô gái hiền lành tốt bụng, hy vọng là cô ấy được hạnh phúc. Được ơi, được. Được ơi. Cái gì vậy? Theo tao nhanh lên. Đi. Đi 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 đi, đi đâu vậy? Đi đi rồi biết. Để tôi lấy cái. Thôi khỏi. Đi với tao, tao chở. Đi. Cái thằng đôn rài đi đâu mà đi hoài vậy không biết. Chơi với cái thứ bạn bè gì mà đầu cổ như là chú ôn chú ngục vậy à. Chào em. Chào anh. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh đã từng nói giữa em và anh không còn gì để nói nữa mà. Không biết em đến đây để làm gì, nhưng anh đã thấy rõ mục đích của em. Khi em chủ động tiếp cận Trúc Trà, anh yêu người con gái đó nhiều đến như vậy sao? Chiêu Dương, em nhất định không buông tha cho anh sao? Anh đã đọc được suy nghĩ của em. Khi em chủ động đến gặp Trúc Trà, anh không thể kiểm soát hết các mối quan hệ của em đâu. Trúc Trà là một người con gái ngoan hiền, em đừng làm tổn thương cô ấy. Em muốn gì cứ trút hết lên anh.
Anh yêu cô ta nhiều đến như vậy hả? Trúc Trà, cô ấy cho anh cảm giác bình yên. Vậy thì anh cứ việc bảo vệ cô ấy đi. Chiêu Dương, Chiêu Dương, Chiêu Dương. Anh. Ủa, Trúc Trà, em mới đi dạy về hả? Dạ. Ở đâu mà nhiều vậy? Mày hỏi làm cái gì? Chuyện này không có liên quan gì tới mày. Chuyện của mày là đem thuốc nổ vô đặt trong nhà máy là xong. Lỡ chết người thì sao? Sao mà mày ngu quá? Bây giờ mày đợi chiều tối công nhân tan ca hết, rồi mày hẳn ôm cái ba lô, rồi mày bò vô trống, xong rồi mày đút nó lên cho tao. Vậy hả cả? Vậy nhé. Sao thấy rung quá mẹ ơi? Rung cái gì mà rung? Làm chuyện này dễ lắm. Xong chuyện này đi, tao đứng trên đây tao đợi mày, tao dẫn mày đi nhậu. Tao đi về. Tao không làm được. Được lại. Có muốn lấy Trúc Trà không? Hả? Là đàn ông, khi đã yêu thì phải hành động vì người mình yêu chứ. Trúc Trà, tao không được sợ hãi. Tao phải cố gắng lên. Đi, đi đi, nhanh đi. Sao anh đứng đây vậy? Anh đứng đón em hả? Anh chỉ mới đi ngang qua đây thôi. Anh lo lắng điều gì đúng không? Mình có nên nói thật về mối quan hệ của mình với Chiêu Dương cho Trúc Trà biết không? Anh lo chuyện của ba em đúng không? Trúc Trà, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải tin anh. Em tin anh mà. Em đã lo lắng quá nhiều về chuyện của anh rồi. Anh không muốn em phải suy nghĩ thêm nữa. Thôi mình về đi anh. Đứng ngoài này nói chuyện không tiện. Em về đi. Tối anh sẽ nhắn tin cho em. Em về nha. Em về nha. Mày đói quá à, ăn gì đi. Đi ăn gì đi bà. Alo, tôi nghe đây. Cũng may là tôi chưa đi đó. Thôi chờ tôi chút xíu đi.
Dạ mời ông. Cảm ơn. Mình vừa lái ra rồi bàn công chuyện luôn. Tôi với ông là hợp nhau ở điều này. Làm gì làm, chiều là phải nhậu. Người ta nói có câu, nam vô tửu như kỳ vô phong. Đúng vậy đó. Đàn ông mà không biết uống rượu là bỏ đi. Mời vô. Vũ ơi. Dạ. Dạ ông chủ gọi tôi. Thằng Duy Khương đi đâu mà tôi không thấy nó? Dạ hai ngày nay tôi không thấy cậu chủ về. Vậy à? Tôi lo công chuyện mấy ngày nay không biết nó đi đâu hết. Thôi đừng có lo mà, cứ để nó thoải mái đi. Nó chơi chán rồi nó mới bắt đầu kiếm tiền. Thôi được rồi, chú vô đi. Dạ. Để tôi gọi điện thoại cho nó. Thằng đi đâu rồi không biết. Alo, con nghe nè bà. Con đi đâu mà hai ngày nay con không về vậy? Con đang đi làm chuyện đại sự. Bà Vũ mét bà phải không? Vũ cái gì? Con đi đâu nói bà nghe. Thì con làm chuyện đại sự. Thiệt bà. Khương, con nghe bà hỏi không? Con đang ở đâu vậy? Dạ. Con lớn rồi mà ba. Ba đừng có quản con nữa có được không? Mày nói cái gì vậy hả thằng trời đánh? Cha mày quan tâm mày mà mày nói gì vậy đó hả? Kệ nó đi, dần nó làm chi cho hại sức khỏe. Dạ con đang bận chút việc, có gì con gọi điện thoại lại cho ba sau nghe. Nè. Alo. Đúng rồi cái thằng đánh con, không biết làm sao mà dạy nó đây. Kìa, anh làm gì đó? Anh Đức. Anh Đức.
Có người phá hoại nhà máy. Có người phá hoại nhà máy. Gì vậy anh? Dập đi. Nè Hiếu, có chuyện gì vậy Hiếu? Có người phá hoại nhà máy. Mày chạy kiểm tra giùm tao. Ừ. Em theo anh. Dạ. Nè trời. Dạ anh coi đi anh. Trời ơi, tìm xung quanh đi. Dạ. Có còn không? Dạ. Đã là chú Hiếu. Có chuyện gì vậy chú Hiếu? Anh Được, anh dám đặt thuốc nổ phá hoại nhà máy của tôi. Trời đất ơi Được, sao mày làm chuyện ông trời này vậy Được? Tôi có làm gì đâu. Còn không hả? Tôi bắt quả tang đặt thuốc nổ phá hoại nhà máy của tôi. Anh còn dám chối hả? Nhưng mà nó chưa có nổ chứ bộ. Anh, trời đất ơi, cái thằng này, mày chờ nó nổ bà con trong xóm mày lắm rồi. Mày còn chưa tụi nó tha cho mày hả? Mày có biết là mày ác lắm không hả? Xem tí nữa là biết bao con người ở đây là chết cả đám. Lẽ ra giờ này nó phải nổ rồi chứ ta. Sao mà lâu quá vậy không biết? Chưa thấy động tĩnh gì hết. Có khi nào nó bỏ cuộc không ta? Khương. Mày hay tin gì chưa? Cái gì vậy? Thằng Được nó bị bắt rồi. Nó đặt bom ở nhà máy. Nó phá nhà máy của thằng Võ Hiếu. Xong rồi bị bắt tại trận. Chuyến này là công an cho nó ở tù bọt gông rồi. Đúng rồi đó. Lần này chết rồi. Ủa? Ê, Khương. Ủa? Cái gì kỳ vậy ta? Nhà máy là nhà máy của thằng Võ Hiếu, đâu phải của ba nó đâu. Mà sao nó lo dữ vậy ta? Ừ. Ủa mày hỏi tao hỏi ai? Ừ. Cậu ơi, tôi biết con tôi nó sai rồi. Tôi xin cậu tha cho nó lần này đi cậu. Nó mà đi tù rồi là ai nuôi tôi? Tôi lại cậu. Bà đứng lên đi. Cậu tha cho nó đi cậu. Bà đứng lên đi rồi nói chuyện. Tha cho nó một lần đi. Nó dại dột nghe lời người ta suối bậy đó. Cậu tha cho nó đi. Nè, rồi giờ mình tính sao? Anh nghĩ sao mà dám làm chuyện này? Tại tôi tức anh. Mày xạo hả mày? Mày khỏi nói cũng biết nữa. Mày ghen bậy với ghen bạ rồi mày phá người ta chứ gì? Tại vì mày hả, cô Trúc Trà không được. Bây giờ mày thấy chú Hiếu với cô Trúc Trà yêu nhau rồi mày tức, rồi mày nó khùng lên mày làm bậy. Mày bậy lắm mày biết không mày? Mày đó nha mày, chú ba mà biết được hả là mày chết cho mày. Tôi biết tôi bậy rồi. Xin hai anh tha cho tôi đi. Cậu không thương nó thì xin cậu thương cái thân già của tôi. Giờ nó đi tù là tôi chết luôn á. Tôi lại cậu. Má. Cậu tha cho nó. Bác à, thôi Hiếu, hay là bỏ qua đi. Tôi biết anh bị người ta xúi giục làm bậy. Chuyện này mà công an vào cuộc, vài người phải đi tù đó. Nghe rõ chưa? Trời ơi. Má. Sao mày ngu dữ vậy hả Được? Mày nghe người ta xúi mày làm bậy bạ. Lỡ có ai chết, tao làm sao mà ngó mặt bà con với chòm xóm đây? Được má. Ơi là được. Tôi lại cậu. Bác giỡn mà. Xin bác cậu lên đi. Cho nó. Bác đứng lên đi. Thôi được, tôi nể tình bác, tôi bỏ qua chuyện này cho anh. Mày quỳ xuống lại cảm ơn người ta đi. Cảm ơn cậu Hiếu. Bỏ nhà mày. Cảm ơn cậu. Bác đứng lên đi. Trời ơi, quỳ xuống cảm ơn cậu đi. Tôi cảm ơn cậu. Tôi bỏ qua chuyện này đó. Nhưng mà anh phải nhớ, từ nay về sau đừng có nghe người ta xúi làm mày. Làm cái gì á cũng phải nghĩ cho bản thân mình, gia đình mình nữa kìa. Dạ. Tôi đợi ơn hai anh. Cái thằng công nhận chú Hiếu hiền lành mà lại trọng lượng nữa, nên bà con ở đây rất là cảm kích. Tôi tha cho anh, nhưng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Đợi bác lên đưa bác về nghỉ đi. Đi má. Dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cái tập quỷ này, mày về nhà đi rồi mày chết với tao. Dạ.
Mày làm sao vậy? Làm cái gì mà nốc rượu dữ vậy? Cứ để cho đại công tử uống đi, đừng có cản. Đưa đây. Mày làm cái trò gì vậy? Mày để cho con hấp cái rượu để con lấy bình tĩnh coi. Lần này mày lại gây ra chuyện gì nữa hả? Lần này tiêu con thiệt rồi ba ơi. Tao đi có việc, mày về trước đi. Ủa, chú Hiếu đi đâu vậy? Không lẽ chú Hiếu đi báo công an? Không phải đâu, tôi biết tính nó. Nó đã hứa tha là nó không đi báo công an đâu. Ủa, mà chú đi đâu giác nguyên cái vỏ thuốc nổ thấy ghê vậy? Thôi đi về. À, bây giờ thì nói cho ba nghe, đã có chuyện gì xảy ra? À, nè nè nè, đừng có quan tâm tới tôi nha, hai cho con cứ tự nhiên. Vợ, con xúi thằng Được Cà Lâm đặt thuốc nổ phá nhà máy của thằng Hiếu, nhưng bất thành. Vợ thằng Được nó bị bắt rồi, chắc chắn thế nào nó cũng khai ra con. Kỳ này con chết chắc rồi ba ơi. Sao mày ngu vậy? Thiếu gì cách sao mày không làm? Mày chọn cách này, sao lúc nào mà không chửi con ngu hết? Vậy mày đã làm gì để cản cái thằng Hiếu đó lại? Ngoài chuyện nó giành bạn gái của con, điều quan trọng bây giờ là nó đang giành thị phần làm ăn của gia đình mình đây nè. Đó không phải là cách hành động. Thiếu gì cách chơi nó, sao lại chọn cách này hả? Bây giờ thằng Được nó mà khai ra thì công an sẽ tìm đến con. Ba ơi, bây giờ ba phải tìm cách cứu con ba ơi. Chỉ có ba mới cứu được con ba ơi. Con không muốn vô tù đâu ba ơi. Ba, giúp con đi ba. Ba hứa đi. Ba. Được rồi, để ba gọi trước cho công an thị trấn. Dạ, dạ. Cậu ơi, cậu, đừng có vô cậu. Ba ơi, nó tới kìa. Cậu ơi, cậu, đừng có vô cậu. Cậu ơi, cậu, ông chủ ơi, cái cậu này. Thôi được rồi, cứ để nó vô đi. Dạ. Ủa, ba. Ba uống nước đi ba. Cái thằng đúng là chơi dại. Bà nói ai dại vậy ba? Bà nói thằng Được á, nó đem thuốc nổ đặt ở nhà máy thằng Hiếu á. Trời ơi. Nè, mày đừng có nghe theo lời của thằng Được nha. Nói dù không đó, tao không có liên quan gì trong chuyện này hết. Ủa, tôi vừa mới nhắc tên anh Được sao? Anh đừng chơi trò ném đá giấu tay. Muốn gì gặp trực tiếp tôi giải quyết. Lần này tôi bỏ qua, lần sau tôi không tha đâu. Chào. Đồ ngu. Rồi nhà máy và anh Hiếu, mọi người có sao không ba? Nghe nói thằng Hiếu nó bắt quả tang, nó kịp thời rồi nó dập tắt đó. Nếu không á hả, không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Không ngờ thằng Được này nó có gan làm chuyện tài trời như vậy. Thằng Hiếu mai là nó nể tình bà Dần khóc lóc gian sinh, nó tha cho đó. Chứ nếu không hả, nó thưa công an ở tù ít nhất vài năm. Thôi ba mệt rồi, ba đi tắm đi. Để con vô dọn cơm cho ba ăn nha. Ừ.
mày đó. Từ nay trở đi, tao cấm mày nhậu nhẹt, tao cấm mày đàn đúng ăn nhậu với cái đám cô hồn các đảng con nhà ông Di Kha đó. Mày nghe rõ chưa? Biết rồi, chửi con hoài. Đối với mày á, phải càm ràm, chửi cho mày sáng mắt ra. Cũng may là cậu Hiếu bỏ qua, nếu không bây giờ mày nằm trong đồn công an kia kìa, đâu có đứng ở đây mà nghe tao chửi. Đồ quý. Dạ, con chào bác Tư. Con qua chơi hả con? Dạ. Con có việc, con đi trước. Anh được. Anh định tránh mặt tôi hả? Ừ. Con nói chuyện với nó đi. Bác cũng là nó cả ngày nay rồi đó. Bác vô nghe con. Dạ. Tôi biết chút chạch tới đây là chuyện gì rồi. Anh cũng đoán ra là tôi sẽ tìm anh đúng không? Tại sao anh lại hành động như vậy? Tại tôi ngu. Anh nghe người khác số 7 đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi thừa biết người đó là ai luôn. Chúc trà bỏ qua cho tôi. Anh Hiếu có thể bỏ qua cho anh, nhưng mà tôi không thể bỏ qua. Tôi rất thất vọng với anh. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè thân thiết với nhau, nhưng kể từ bây giờ tôi không là bạn với anh nữa. Chúc trà, đừng có giận tôi mà. Tôi có thể chấp nhận một người làm sai rồi họ sẽ sửa sai, nhưng mà tôi không chấp nhận một người làm chuyện ác. Chúc trà, tôi biết lỗi của tôi rồi. Chúc trà. Đây, phần mặt tiền đã xong rồi. Còn đây là theo yêu cầu của chị, tôi đã vẽ xong bản thiết kế của phòng karaoke. Và đây là bản phác họa, chị có thể xem và chỉnh sửa theo ý của chị. Vậy thật ra anh thiết kế được bao nhiêu phòng? Dạ, tôi thiết kế 4 phòng VIP đây. Và 10 phòng thường, trong đó có quầy bar chung. Bây giờ tôi muốn anh nâng lên cho tôi thành 6 phòng VIP. Thật ra mục đích của tôi là đánh vào khách hàng sang và quan chức. Anh hiểu ý tôi chứ? Ok, tôi sẽ chỉnh sửa và in 3D cho bản thiết kế của chị, để chị tiện hình dung toàn bộ hệ thống của mình. Anh nghe nè, những phòng VIP tôi yêu cầu anh thiết kế làm sao phải có một cửa bí mật, có thể ngụy trang mà khách và công an không thể tìm ra được chứ.